Đấy. Nhá. Rồi ok. Và mày coi đây tao lên chưa? Đây đang quay video. Đây là tất niên là tất niên là đầu năm nha. Năm 2022. Đó, happy new year. Đây cho cả nhà nhá. Đây là các cái món ăn chế biến buổi đầu năm đây, tất niên đây cả nhà ơi. Đây. Rất là nhiều món ăn luôn này đây. Đó, đây là thịt heo nướng này cả nhà nhá, đó. Tiếc ơi, vào tiếc đây, cái vào tiếc đây cả anh em ơi. Đó. Một bán tiệc rất là hoàn trang này, rất là thịnh soạn này cả nhà ơi. Đây nước ngọt đây cả nhà ơi, đó. Number one. Đây là đầu bếp này. Đây là khu bếp nướng này cả nhà nhá. Đây là khu nướng này. Đây là chị đầu bếp này đang nướng này cả nhà nhá, rất là ngon luôn. Đây là nướng dồi nhé cả nhà nhá. Đó, nướng dồi này ngon chưa? Đây là tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Siêu An nha. Đó. Đây là nhà sinh hoạt chỗ Siêu An đây cả nhà đây. Hôm nay được ủy ban tặng cho số tiền ăn tết niên đấy cả nhà nhá. Đó, hôm nay các cái hệ thống của thôn làng mình đang tổ chức ăn tết niên cuối năm đấy cả nhà này. Đó, hôm nay là 30 dương rồi cả nhà nhá. Đây là đang ăn tết niên này, đang nướng. Đây là các cái hệ thống của thôn Siêu An nhá, đây này. Đó. Đầu năm Siêu An cũng chúc tất cả các cả nhà mình đây, yo đấy.